Okay, so welcome back to our English lesson. And this lesson, we talk about comparison of attitude. You can find this on your student book, page 29. Bạn chẳng lý ghi chiếc cầm phía bằng tổ tiết như em phí cả pra vi dạy cò và đã tổ phí video vi dạy cò môn nâng bạn. Chẳng cầm phía nơi khăn lý cư tùm phô tí mà phây bằng buôn nông vực nông student book bạn. Chúng mới cảm phiền này cứ trong nội tim mỗi trong bây giờ hào giá chẳng nhom ọt bây giờ thiết tế nhưng mưa từ lứ lùm hạt tạm đòn và lùm hạt tì pì lùm hạt tì pì này cứ cái miền tì krong miền bảy miền New York Los Angeles hay nắng Miami và to mà tiếp cái miền tráng population và nơi New York mà nơi phần liền nè chẳng mà bà nè chúng ta bắt đầu này cứ air quality và khả thật cung nập hiệp cho cung nập hiệp cho chẳng lệch đọc mê thái bảo bàn bật tụ đọc cứ cho cứ sát kháng bảo bàn lệch mùi cho cứ kịch kháng và chẳng rõ bị lệch đọc cho màu và là hốt đo lệch mùi cũng đặt cho bạn trang bắt đầu này dòng phí average temperature và các thiết chế chỉ một chùm dừng mưu tam ong xa xe tới phụ ấy nơi sọc dưỡng dừng này dùng pra chỉ ong xa xe và chân các thiết cài một phút xa mùi thật chạm một phút cứ đọc bay ong xa và chân các phụ một phút nâng tiệm một phút nế càng bật tì krong này mùi bà nè tì bấy cứ tẹt tương cho mùi nâng bật krat và crime rate và không chùm nào mà nó mập bọn nè mình hà không mập bọn nè thì trong này cứ miền bầm bờ nè, miền bầm bay, miền đập bầm mùi nè bà nè, New York, miền tây chân kia, Miami, miền trà nè bà. Chẳng, càng nghe bỏ dương cứ dùng pra biển nè, nơi không bỏ ọp vùng ở chỗ để cái pra nè bà, hay dương mà bầm bình, nơi không bỏ dục. Dương mưu tam ạc thần ấy đài, bố ấy, về khá tới pra chi superlative, về khá tới pra chi comparative, về khá pra chi tùm hiệp chiến, về khá pra chi tùm hiệp đại bà. Chẳng ở sông nịt sạch bao nhiêu thư cách ca trong trọng đất nịt sẵn chụp ní nơi video cầm này.